giống không như phải tại à, hình bà ông đó ông cũng lần cũng chịu mà ông cũng kiếm đứa mà ông chịu chứ nó không có ai cứu hỏi tôi. Vậy là sau khi mà chú Vũ với cô Tiết là chia tay thì khoảng 10 năm sau là cô Tiết là có quen một cái người nào đó và cũng có một cái đứa con gái. Thì đứa Dạ. con gái mà con gái nó không có cha, Dạ. nó lén lút thôi chứ không có cho chồng chính thức, không có chồng con gì đó, nó lén lút Dạ. thì nó người ta bỏ nhân vợ bỏ thôi Dạ, trời, thì tại sao đâu mà trong ngăn, với nó không có bạn bạ nữa. trong lúc buồn quá không con? Ừ. Mấy năm nay mới mặn mướn nó thì mặn nó lo cho con nó, phải thằng trai bệnh đó thì có đứa cháu nội cũng to vậy, Dạ. thì nó cũng lo, nói chứ đám tiệc nó cũng lo chu đáo, rồi xe đồ có bảnh nó cho này kia nó lo đi mà mướn á, đi đi đúng mía tôi nè, đi đúng mía chặt rồi sao nó hết mía nó mới tìm phố Giờ cô Tiết chắc ở thành bốn phố năm hay năm ở đâu nè, mía mà đi cô? thằng Ở Bình Dương, con nghe là tại vì con hay tôi điện nói tôi thoại. ở, nó ở đâu tôi không biết nữa, để Dạ. về thì nói ở đâu thì nghe chắc Bình Dương Dạ, Bình Dương cô. Tại vì tôi. khi mà con nghe những cái thông tin đó Ừ. là những anh em có thể là đăng tải là chưa có thể đầy đủ hết ý, thì biết được cái cô Tiết là bên cạnh đó thì cũng nhớ chú Vũ rất là nhiều. Thì nó Nhưng dễ mà thương rồi, nó còn dạ. thương mà hỏi mà bị nó xuống đây thì cũng Dạ. rõ này đi chơi nó tiêu à. Tôi tính là tôi ái kiếm mà nó mình biết đường đi chơi, nó về nó chơi đâu biết đường đâu kiếm Dạ. nó. Nó có xuống đây nè, gặp hai đứa nó nói chuyện cũng được. Hồi đó là có Dạ. xuống đây nói chuyện cũng tội nghiệp cũng xuống. Dạ Lần tại lần rồi thôi á, tại khi nghe cô bác á, nó nói là trong 34 năm á, 33 34 năm thì chú Vũ với cô Tiết chia tay thì chia lúc tay nào? lâu rồi mà nó Dạ. hồi con 8 tháng rồi ẵm về Dạ. đây này để sống với tôi nè, nó tôi mẹ chị em mình sống rồi có thời gian tôi mới ra riêng, tôi Dạ. xuống đây tôi ở thì giao trảnh cho nó, Dạ. cho nó thì bà già chết thì giao cho nó khúc đất á, chứ tôi không có dành cho Năm nó. dạ năm ngoái cô Tiết có về đây đúng không cô? Có năm Dạ. năm Tết có gì nữa, năm về lần vậy, nhiều Dạ. khi nó có lễ gì vậy lần, nhiều khi Dạ. năm hai giờ lần có nữa. Mà về thì nó ở với tôi nè, thì Dạ. nhiều khi tôi nó về không về che chơi bữa hay bữa rồi cái nó ăn cơm này tôi lo cơm nước nó ăn, tối thì nhiều khi ngủ thì nó ngủ đây cũng có, ngủ trển cũng có Dạ. Với nó ấm dạ. nhà. Cái nhà đó là cô Tiết bỏ bỏ tới nay là 2009 đúng không cô? Nó ấy cũng lâu rồi nó Dạ. bỏ, nó đi biển Dạ. mà mướn mà. Dạ thì cũng nghe chú nói là bỏ hai từ 2009, bây giờ chắc cũng mười mấy năm rồi, 12 năm Mướn lâu lắm mày, rồi. cũng Dạ. lâu rồi tội nghiệp nó, chứ nó bận nó lo cho con nó đã rồi xong rồi. Dạ. Nó mới Cô Tiết hay điện về đây không cô? mới sinh sống Dạ. nè chứ bên điện cũng điện hoài à. Tao thấy hỏi người ta thấy gì mày lên Zalo gì mày ai mày nói chuyện cũng tội nghiệp, tôi thấy rồi mà tổn thương Dạ. à, thôi chia sẻ đi cho nó ra tù tội nghiệp nó, Dạ. con cũng con nó vậy tôi kêu chia sẻ đi, Dạ. dù gì cũng cha con đẻ ra thôi đi về về với con cho cha mày ra tù chứ Vậy nó dịch nó về không là được, chứ làm gì nó buồn cha nó dạ, nhỏ dạ nè đúng rồi. Nói chung là bỏ gì là ai cũng phải hận hết chứ buồn con. thì Dạ, thôi thôi hận. dù gì cũng cha mẹ cha con không 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 nuôi con cũng có đẻ con ra, Dạ đúng rồi con. thôi đi gì bỏ qua đi con lấy cái đất về cho con nữa Dạ sao đúng con rồi. hưởng Dạ. Nhà cô ơi, con thấy cái nhà của cô Tuyết á, hiện tại thì kiểu như là không có thở mà mình ở được á cô, thì như Tết rồi cô về thì cô sẽ ở đâu cô, tại con thấy nó mục nát hết trơn à. Thì nó ngủ ở đây nhiều khi nó ngủ ở đây 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 nhưng mà về thì mấy bữa Tết thì nó ở lâu, Dạ. còn mấy ngày thường thì về thì nó ở với tôi nó ngủ, thì Dạ. nhiều khi tôi nấu cơm cho nó ăn chứ về trển thì đồ đạc thì bỏ qua, nhiều khi người ta không có lấy, tao nói mày không cái gì đi mày đi bỏ cho tao nè, thì tao không có bắt bỏ đi mấy quạt người ta bẻ mẹ trơn rồi, thường thường không bắt Dạ. bỏ cái quạt bẻ 2 phút 3 rồi còn cái đó. Thực sự mà nãy mắt em tụi con ra đó mà thăm cái ngôi nhà của cô Tuyết á, À. thì thấy là mình không thể nào mình ở được với cô tại Đúng vì rồi nó cũng mục không nát hết để rồi. thâu để em đi mà chừng đã mặn hết nổi đồng nghiệp đi bằng gò gốm kéo đồ phơi là nắng vào bằng trong năm nắng không à, chứ đâu Dạ. sương sung sướng đâu, nắng Dạ. nó đâu chị mặn không nổi đâu, em mặn ráng em mặn giờ giờ em nhất cái thời gian em về em phải sửa nhà chứ giờ chứ em hãy bằng lấy gì em sửa nhà Dạ. bỏ lo cho con có vợ rồi tới gì ấy nó mặn mướn đó, chứ mình bằng bà một mình đủ cột làm sao mà lo cho xiết mấy đứa đó. Dạ.
nó lo rồi, mà anh phải nhà cửa rồi đen nó thôi, mẹ 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 về mà sửa nhà con đi cho mẹ đi, con rồi thì để mẹ nữa có nhà cửa mà ở, về mà ở. Con trai của cô á, lâu lâu mà có về đây được không con? Con Ai? trai lớn á, con trai thằng của nãy á, đâu, con trai cô Tiết hả? Con trai cô Tiết á, cô Tiết hả? Nó tết năm nay không về, còn mấy năm trước có về. Dạ 8 năm hả con? Nó về lâu nay, nó cũng lâu mà không cất nhà, giờ nó không về nha. Dạ. Thì lúc trước thì thấy nhà vậy đó sập sệ, nó không về thôi, mẹ mẹ sửa nhà cửa rồi con ẩm cháu nội về chơi. Thì nhà cửa gia đình đâu có về thì tôi quét rồi sao vậy, vậy là cũng chị Tiết cũng cô Tiết cũng khó khăn nên lâu lâu mới về một lần. Đi nhà cửa về đi với phần đó bằng công ty thì không có nghỉ được. Nghỉ mất xã làm sao. Dạ hồi tối thì mấy anh em của tụi con cũng có liên lạc với cô Tiết á, thì cô cũng có nói là sẽ xin quản lý ở công ty á cô. Chỉ xin vài ngày để mà về đây mà thăm lại gia đình. Bị cái đồ vụ án này dám cho ta cho. Thì cô cũng có nói là ngày tối nay hoặc là tối mai tụi cô sẽ điền lại cho tụi con biết là có xin được hay không á. Nghiệp nó chứ. Tại vì ngay chỗ cô á, mấy chú ngay mấy chỗ mấy cô thương nó, tôi cũng mang lên nó chứ gì, nó chúng em chồng của tôi nó cũng nghèo khổ, tại tôi thì nó cũng mới mặn đây mà mướn nó không á, chứ tôi cũng nghèo khổ một chết. Anh em đâu có bù bậu nổi. Ủa, nghe nói là cô Thị Mầu với chú Vũ á, là chưa có giấy kết hôn á cô? Không có giấy kết hôn đâu, vậy hai đứa xác ở mà. Cô Tiết sao thì cô? Cô Tiết thì có kết hôn à? Dạ hoàng. Vậy là cũng còn có giấy đàng hoàng có hả? Có đám cưới đàng hoàng nữa. Dạ. Có ly dị không cô? Là tự về đây đây rồi, vậy là con chưa có ra tòa ly dị, không có ra tòa vậy là, vậy là vẫn còn vợ hợp pháp á, có đám cưới đàng hoàng, đôi dâu đàng hoàng à, vậy là còn là vợ hợp pháp á. Nếu mà hai đứa chia tay thôi, chưa ra tòa là vẫn còn là vợ hợp pháp. Hai đứa chia tay vậy thì ảnh con về rồi hai ba mấy năm rồi, thằng kia có vợ bình thường, đứa nhỏ này cũng bình thường, không nói ra gì thôi à. Dạ vậy là chơi cũng nói chuyện bình thường. Cô ở đây đó cũng lâu lâu cũng thấy là chú Vũ cũng xuống thăm cô Tiết đúng không cô? Xuống mà mà lúc trước thì cũng ít nha, mới xuống đây nè, mà hai tháng này hôm rồi nè, cũng tết nè, cũng thấy nè. Trước có xuống đâu lần với đám cưới con đó. Con nó lần hai mấy ba chục tuổi hình mấy cái vợ hình 27, 26 gì đó là xuống đám cưới, chở nhỏ đi mua đồ rồi đám cưới rồi thì ngày sau mới về trển ở một đêm, mà tối không chịu lại, không có đồng bạc nào hết trơn. Xăng không có đổ nữa mà đi, nhỏ để lòn chỉ vàng đó, lúc có mặn chỉ vàng cũng có là cô túi cô Tiết liền là lon cho chú Vũ hả? Lon cho chỉ vàng cho đám tối á, đưa cho thằng con trai Vũ cho thằng Vũ cho thằng Tiết á. Dạ nó mà tao mấy bà kia mày ngu ơi, có thôi mày lon cái gì vậy, thì nó cũng của mình mà cô, thì bảo nó thương Vũ. Dạ. Nó thương Vũ thì nó lòn ra cho nó hãnh diện ấy, nó cũng thương Vũ chứ cần không thương dễ gì tôi cho à, không có muốn cho chồng cha bởi vì mắc mặt rồi mày đó, nó đừng mắc cỡ người ta. Làm vậy là đúng chứ nó tiếc nó giờ nó chứ nó còn theo Vũ, nó trở lại nó dám trở lại chứ nó không bỏ Vũ đâu. Tại vì những cái lời nói lúc mà cô Tiết gọi cho tụi con á, là cô cũng có nói nếu mà chú Vũ mà chấp nhận là cô Tiết sẽ quay về bên chú. Tại đó thằng nhỏ này nó giành giật nó buông thôi với cái phần đất khờ, nó đâu có như người ta đâu. Còn tôi theo mà bà kêu qua luộc mà không dám biết luộc nữa, ở là không biết mặn gì. Mặn gà mà không biết nữa, ở là nói chung hồi đó thì cũng biết mà hồi đó nó khờ lắm. Đó mới lớn thì cũng khờ lắm. Nó cũng hai chục tuổi hay mấy tuổi nó có chồng hay gì. Hồi xưa thì thành hai mấy tuổi, lúc mà tôi về đây là 22 tuổi, chắc 20 à 21 tuổi nó mới có chồng. Của tôi nó nhiều, lúc mà về 22 tuổi, tôi về đây 22 tuổi sau nó mới có chồng, 23 tuổi hình 3, 24 gì nó có chồng. Nó lẽ đẻ rồi có 8 tháng ẩm về đây luôn rồi vợ chồng thôi luôn. Lúc 8 tháng là cô Tiết hôm bữa cũng có nói 8 tháng là ẩm về. 8 tháng rồi nó đẻ đây nha, má nó nuôi. Rồi bây giờ cũng giác củi việc này chậm lo cho nó rồi xong thôi, rồi cứng cát nó mới về trển. Nó về trển thì ở thời gian sao hai chồng sao buồn, tôi hỏi xong ở trển thì về thì hồi lúc tôi ở chung mà bà già nhà chồng ở sao thời gian tôi thôi mày ở đây, tao về trên dưới tao cất nhà dưới tao ở riêng chứ ở chung chị em chồng đâu ở được. Nhiều khi mình không vừa ý ha, nó không vừa ý mình thôi
Dạ. Để cho nó ở với má, với gặp không ở với má, nó có chồng, tôi không ở trở, nó tôi đâu gì đây đâu. Dạ. Cô ơi, cô cũng ghi mà trong cái thời gian mà cô Tuyết thôi chú Vũ á, thì trong thời gian đó cô cũng có quen một người và cũng sanh một được một cái người con gái. Nó quen, đúng rồi. Dạ. Tôi chịu, có là nó có. Người con gái năm nay là tầm 20-21 tuổi không cô? Ừ. Dạ, con cũng có nghi. Dạ. Rồi hiện giờ nó làm gì nó bấm mà, nó không có lo, mẹ nó còn lo nữa. Nó làm gì nó mặn nhiêu đủ ăn, nó quen nhỏ gái vậy, nó phải nó con gái đâu. Dạ. Yeah. Yeah. Mẹ nó còn lo cho nó nữa. Là sau khi mà thôi chú Vũ rồi quen với một người khác, rồi cuối cùng cô cũng không có ở được với cái người đến sau. Không không, là cũng như người ta có vợ, cũng như với Vũ. Dạ dạ. Không phải thành bà ông đó, ông cũng lần cũng chịu mà ông cũng kiếm đứa mà ông chịu. Yeah. Yeah. Vậy là người đàn ông mà quen cô Tiết là đã có gia đình nhưng mà đã chịu Vũ. qua đường bỏ thôi. Yeah. Đó mình nó cũng không biết. Yeah. Tại lúc đó thì cô Tiết thôi cũng dụ còn quá nhỏ, còn thì 27 tuổi thôi. Thì lúc đó nói chung là người đàn ông người đàn nó chứ thì nó chứ gì Vũ nè, nó còn bỏ nó cũng phải buồn, nó cái kiếp. Dạ, đúng rồi, cái đó là tụi con đó cũng đâu ấy. Đó chứ đàn có vợ còn chồng cũng nhầm gì chừng rồi xong rồi mình tới mình hổng hợp vô rồi sát tao lại cũng nhầm đi. Dạ. Dạ. Ai cũng chuyện quá khứ thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hai người thì tới nay cũng còn giấy hôn nhân chứ chưa có mà ly dị. Nó không có ly dị rồi về ổng con gì đây sống luôn rồi tới con bự thì hàng kia đi mà muốn nó mà muốn cha nó rằng gần cha nó. Yeah. Nó thấy bà nó quýnh cha nó hoài chứ gì. Dạ, yeah, thấy quýnh bà đó. Cái mặt cho Phong Hương á. Dạ, là cô Thị Màu quýnh chú chủ hả? Nó còn nói đó, hảm dâu nó nói trời con thấy quýnh cha con. Bởi đăng có là phải. Dạ. Yeah. Bà quá cũng thừa nhận luôn mà cô. Quýnh luôn mà. Cái bà, đông không, bà nó bắt ác lắm rồi bà Thị Màu đó ai cũng nói hết. Ở ngoài chợ Kinh là bà già đó gần chị Xu chứ phải á. Dạ. Bà đó bà có biết thù người bà có cặp bậy bà rồi chắc đủ ra rồi quớ Vũ luôn mà bỏ nhỏ này. Dạ. Thì chính miệng cô Thị Màu có nói rồi ổng xỉn mà không biết gì á, mà lấy lửa đốt một tay. Đốt tay nè. Thì có mạng đó nó nói đốt lỗ mũi nè. Đốt miệng nè, nói chung là đốt cái mặt với Vũ luôn á, đó là chính miệng cô Thị Màu nói ra luôn. Cũng tội nghiệp nói mà buông tay gặp người ta dễ vậy buông. Yeah. Nó buồn thôi, người ta khen vui mình đi về. Quê sống với mẹ. Yeah. À, má tôi đó khổ lắm, giờ cũng khổ đó, con cháu khổ mà tôi hỏi tóc con khổ nè, giờ đi mình nhà đi mình mướn mấy năm trời. Yeah. Bây giờ còn khổ không cô? Giờ hết rồi. Giờ là thấy được khỏe khỏe hả cô? Mới cũng mới dần nhà đây, cái mùng hướng á. Đi lịch bằng cây dừa với mấy năm trời á. Cô giỏi quá. Hai vợ chồng đi phía nào bữa nào cũng đi cắt đi chặt dừa. Dạ. Một giờ đi chặt tới sáng, tới 8-9 giờ mới về con. Dạ. Giờ con thấy cái nhà cũng đẹp quá cô. Nhà tôi, thằng lính tôi thì nó mặn, cũng như tôi mua gạch rồi nó dán, nó mặn. Dạ, dạ. Rồi. Cô chú cực khổ quá rồi. Làm một hai công việc không mà. Bằng vừa đẩy. Rồi thôi con, tụi con cảm ơn cô nha. Rồi con cảm ơn cô. Chúc cô nhậu khỏe. Thì mấy chú mấy cô đồ còn giúp đỡ cho nó, tôi mong ơn thôi nói vậy gia đình vậy thấy vậy mới. Rồi chúc con chào cô mấy cô. Dạ dạ. Dạ con chào.